Sư phụ có rất là nhiều đệ tử đảng viên hiện tại chức luôn. Ở Việt Nam bay qua chỉ đưa cái chán cho phụ vẽ thôi. Sư phụ đừng nói tên con nha. Ở Việt Nam con đeo dấu sư phụ nhiều lắm. À, đi công tác hay gì ở Mỹ nghe là chạy lên Thiên Long Sơn à lén vẽ. Chứ không phải là mình đây là công cộng tự do vậy đâu. Đại tử này hỏi gì nữa đi. Cho con hỏi, nói xanh hỏi đi. Con hỏi về cho hỏi về báo thân với hóa thân. Thì trong mấy bài sư phụ có nói là sư phụ có một ở một trên một để cái mình tình khác. Tình khác thì con hỏi xin hỏi là cái thì hiện tại báo thân sư phụ ở đây có cái ngọc ấm, có kim bài, thì ở cái vị ở hành tinh khác có hai cái đó không, và có bốn long thần hộ trì không? Sư phụ đang đứng đây chỉ là một chiếc thân của Thái tử Thiên Đình Thiên Nhãn. 95% DNA của Thái tử đi khắp những cái thành tinh khác, tại sư phụ là người mà được thích đi làm việc cho cha. Sư phụ có duyên với quả địa cầu này thời khai sơ đó, là lúc đó sư phụ ở tầng trời thứ 13 thì nhìn xuống có quả địa cầu này nó còn hồng mông lắm, nó chưa có sự sống, thì lúc đó sư phụ mới về mới tâu với cha mẹ. Từ ngày khai lập cái quả địa cầu này là ngày 19 tháng 10 thì ngài gọi là nhân loại đầu tiên chúng ta từ cõi Quan Âm Thiên xuống, thì sư phụ là người có nhiệm vụ di dân từ những ở cõi Bắc của Lô Châu, Đông Thắng Hằng Châu hay là Tây Ngu Quá Châu. Sư phụ chuyển những cái chúng sanh, chúng ta đã đi khắp cái dãy ngân hà rồi, nhưng chỉ có cái chỗ này chúng ta mới có thể thành Phật, thành Bồ Tát mới về lẹ được. Tại những cái hành tinh đúng kia chúng ta còn có một chút thần thông, chúng ta không có chịu tu và không có chịu ngồi hạ thủ công phu á, chỉ có cái cõi này con kiến cắn hay là bệnh tật hay là đói nghèo thì chúng ta mới mau giác ngộ. Cho nên tất cả cái gì Phật đều phải về cõi ta bà này hết. Thì cho nên sư phụ phải ăn chịu với cái chỗ này. Còn những cái chiếc thân sư phụ có hiện bây giờ đang ở một cái thành tinh kia, người xám, rồi có người thằng lằn nữa, thì cũng là chiếc thân của thiên tử, nhưng mà cũng là nhà làm nhiệm vụ. Thì ở những nơi đó không có Phật, họ rất là hung hăng với nhau, họ tàn sát nhau, họ không có chịu ngồi nghe chuyện, họ chỉ gặp nhau là phóng tới là đánh thôi, là một mày chết hai tao chết. Thì có những nơi đó những vị Bồ Tát, những vị Phật không có thích tới, còn sư phụ phải tới để mà làm trọng tài, để can gián họ. Thì đang có, thì dĩ nhiên con của cha mà đi đâu thì cũng có những vị hộ pháp. Hiện bây giờ sư phụ có rất là nhiều mấy ông rồng theo hộ, mấy ông đang đứng đẩy đây nè, có 18 vị A-la-hán luôn luôn ẩn mình hộ này nữa, và đồng thời Thiên Long Bát Bộ cũng đang gia hộ nữa. Tại vì cái chân mệnh sư phụ không phải chỉ riêng nước Việt mà nó toàn cái thế giới này. Sư phụ thường nói cơ trời đi là đồng bộ, chứ không có phải là cơ trời đi chỉ riêng nước Việt. Nhưng mà cái nước Việt nó đặc biệt hơn tất cả mấy trăm quốc gia khác, là vì thiên tử hạ phàm ngay nước Việt, Phật Di Lặc hạ phàm ngay vào nước Việt. Cho nên bây giờ con thấy hiện tượng là những thầy Tây Tạng hay những vị thầy mà có thần thông á, ổng biết bây giờ họ chuyển về nước Việt nhiều lắm để chuẩn bị đón Phật Di Lặc hạ phàm. Các đệ tử hội thiên có thể gọi sư phụ là Di Lặc, nhưng mà Di Lặc truyền thường là người số 2, còn Di Lặc số 1 á là thứ thiệt á, chưa, tại cái trái đất mình nó cũng còn đi thêm một chút xíu thời gian nữa. Nhưng mà ở trong đời này là tất cả những người ngồi đây đều sẽ gặp Phật Di Lặc hết. Sư phụ, cái thế giới này không phải thuộc của Thiên Tấn Kiệt này. Cái thế giới này là gì? Sư phụ có volunteer. Hồi xưa mỗi một lần mà khi chúng ta lì lợm cứng đầu ở trên chỉ cho vũ sổ hay cho đại hồng thủy là chết hết, cũng giống như chúng ta nhân đám kiếm thôi, ngập ngọt là chết hết, thì trở lại thì dễ dạy hơn. Chỉ vì sư phụ khóc xin cha trong sấm cơ đức thầy có nói về sư phụ nhiều lắm, và có nói tên sư phụ luôn á. Thì hôm nay sư phụ mới đứng đây để mà bắt đầu từ từ đưa các cái đạo để sàng lọc, đưa cho con chiên con công giáo để cho họ được trở về với những cái người mà họ tin là Chúa.
Nhưng mà họ có tin thiên tâm hay không là vì họ không có nhận thức được. Nhưng mà khi những cái thần hồn mà mất á, họ đều biết sư phụ là ai. Những cái người linh căn mà có nhập đồng hay là có điểm đều biết sư phụ là ai. Chỉ có người thường không biết. Những vị hòa thượng lớn là gọi là căn cơ cao á, đều biết. Lập đạo không phải là dễ. Sư phụ không có sợ những cái thế lực mà đem súng tới đây rồi bắn sư phụ giỏi bắn. Nhưng mà khởi ý thôi là đã xong rồi đó. Sư phụ chỉ sợ là gì phải không? Mấy con sợ ma, sư phụ sợ thiên ma. Trời ơi, hồi năm 2015 nó quýnh sư phụ một cái hả? Là coi như hồn rời khỏi xác. Lúc đó Phật Bà Âm với mẹ với mấy chị tới. Không có, sư phụ bệnh á, là chỉ có qua đà cứu mẹ, cha xuống. Người phàm không có cứu nổi. Cái thể thi thể này nè, chỉ có người thường không có hiểu. Không phải ai mà có thể lập đạo. Tại ma quỷ nó không có muốn cái đạo ở trên thế gian này. Nó chỉ muốn cái quả địa cầu này toàn là người ác. Nó chỉ thích những cái gì người ta chảy máu màu đỏ. Còn chúng ta thấy những con vật nhỏ bé chết, chúng ta đau lòng, động lòng. Thì hai cái tư tưởng đã khác nhau. Thì đó là tại sao ở cái cõi, cái thời ngũ trược ác thế này mà thiên tướng kiệt này phải hạ vào một cái nơi này rất là khổ, để mà dùng cái khổ chung với chúng sanh để chia sẻ những cái nghiệp chung với nhau. Kiến trược, phiền não trược, đủ thứ trược ở đây hết. Thời ngũ trược ác thế, ngũ thú cũng đang sống chung với chúng ta. Cha mở cổng địa ngục, ma quỷ cũng sống chung chúng ta. Tại vì một cái bài thi cuối cùng của cái thời này mà. Cho nên những cái hiện tượng xung quanh bây giờ con đi ngoài đường là đa số là người xấu. Đâu có bao nhiêu người tốt. 10 thằng giàu á, nó chỉ biết lấy tiền đi cho gái ăn, như nó làm mấy cái chuyện như kiểu Hoàng Kiều vậy đó. Có thằng tỷ phú nào mà lấy tiền tối ngày cứ lo cho cộng đồng không? Còn bị cộng đồng chửi tám bề thọ địch. Cộng sản á, thì nói thi Thiên Long Sơn là của nó. Ở đây thì chưa nói quốc gia mấy ông HO thì chửi nó kiệt là cộng sản nó có tiền nó mới mua núi nhiều như vậy, mấy chục triệu là hai không. Còn mấy ông thầy quốc danh thì khỏi nói, ô đó là tà, nó hồi thiền quá tẩu qua nhập ma làm cho Phật tử tẩy chay mình. Còn mấy công giáo thì khỏi nói, đó là quỷ không, là hay bốn phe phái lớn, chưa tính những cái người mà gọi là căn cơ thấp chạy theo họ. Rồi gia đình thì cũng nói mình á, ông này á, ngộ. Rồi bạn bè xa lánh mình. Bạn làm ăn làm hai thác chi mạch, lúc đầu á, thì rủ mình đi chơi tối ngày, sau cái mình lên đây mình nói chuyện này á, cái nói mình giống như bị gì á. Nhưng mà tất cả họ bị cái gì mà họ không có biết. Còn mình không có bị cái gì, mình là thiệt luôn. Mà lại không ai hiểu. Cũng may trong số đó có một số nhỏ còn nghe được cái tiếng nói này. Ở Mỹ này á, mấy ông HO á, là gì ở đây á, không có gì phải lo sợ. Còn mấy ông đảng viên á, bây giờ thượng thiên nhiều hơn HO nữa. Tại vì mấy ông sợ mất tài sản, sợ bị trả thù. Có thằng kiệt á, nó hứa là sau này nó chỉ đóng thuế 30-mấy%, nó không có lấy hết tài sản của tôi. Chứ còn để HO về nó lấy sạch nữa, nhốt tôi khám chí hoài hay đem tôi đi đâu nhốt nữa, đại khái phải không? Bầm tức là sợ trả thù. Bầm cho dịch ăn. Bầm cho dịch ăn hả? Trời ác quá vậy. Cho nên chuyện này nói cái gì gán ghi cho kỹ. Rồi để sau này để vậy. Chuyện này tái sanh để mà cứu 4 triệu đảng viên. Đó là lệnh của cha, không có để cho một giọt máu đổ. Là vì mình cứ trả thù qua lại, cộng sản nó lấy hết tài nguyên dầu khí, dầu quả, mỏ hay là rừng cây gì của mình, tổng cộng lại khoảng 600 tỷ, chuyển qua Houston, chuyển đi khắp hết, làm cơ sở tùm lum, đó là của cộng sản không á. Chùa nào bự á, đừng có hòng là của thầy thiệt, của quốc danh không á, nó mới có tiền. Bán này thiệt á, là kiếm cái chòi cũng không có, xe phòng không á. 600 tỷ so với thằng Jeff Bezos hay là Elon Musk hay là thằng Facebook, đâu có nhầm nhị. Nó chỉ có một người, mình 100 triệu, chẳng lẽ gì mình trả thù qua trừ thù lại có mấy trăm tỷ, mà dân tộc mình lại chiến đấu lẫn nhau thêm vài chục năm nữa hả?
không có đáng. Người làm ăn người ta không có tính vậy. Người ta giữ cái vốn ở bển. Chuyện này đã từng khuyên ông đảng viên đừng chuyển tiền qua Mỹ. Là vì Kiệt biết được kinh tế hôm nay stock với Bitcoin sẽ đi xuống ông cống. Mà mấy ổng cứ nghĩ đi theo cái đường Bitcoin. Chuyện này có ngồi nó thiệt á. Tất cả người ngồi đây hay là mấy lãnh đạo sức khỏe như thế nào cũng biết. Thì làm sao Kiệt không biết được mấy ông chuyển tiền bằng Bitcoin. Mà Kiệt đã warning rồi. Đừng có lên. Giữ cái vốn ở bển. Tại vì một Tân Hiệp Phát hay là những cái đó, người ta có thể nuôi cả triệu người, nhân viên, cơ sở rồi nó mới nảy sinh ra. Thì từ đó mấy cái dĩa hè mới bán vé số, bán bún, bán đồ mới có người ăn. Bây giờ đi bắt mấy ông bầu hết, lấy hết vốn của ta thì làm sao mà quốc gia mình nó khá được. Ở Mỹ này nó chỉ có 5-10 người giàu thôi là nó đóng thuế cho cả nước Mỹ. Quý vị có thấy gì không? Mà tại sao ở bển á, ta ăn dừa người ta ăn trái thôi, đốt của hủ không? Mình không có bên mấy người giàu đó, nhưng mà mình nói sự thật. Kiểu vào lòng lửa không vậy? Bà khởi tâm bà đâu có ấy ai đâu, thì lên lên khẩu chiến thì lúc bà khẩu chiến. Nhưng mà cái xã hội không có lực lệ, không có ai mạnh hiếp yếu thì mình khó nói lắm. Thôi nói vòng vòng đụng chạm. Bắt chồng cũng sắp đi rồi. Cho nên mấy con đảng viên với du học sinh, tại vì cộng sản nó gửi ở đây khoảng 220.000 người, đủ dạng trả hình hết, mình biết hết. Nhưng mà chỉ mong nó đựng tiền, còn nó không đựng tiền thì nó bị gì không biết là nghe. Đừng có nói là chỉ mục đích cuối cùng thiên tâm thiên tướng Kiệt này nói lên tiếng nói để cho sau này khi mà có chuyện tới tới nhà rồi đó, tới nơi rồi đó, đừng có nói trời ơi sao không ai nói tôi, không ai nhắc nhở tôi. Chuyện này 5 năm khổ với nước Việt lắm rồi đó, quý vị có thấy không? Đừng có nói cái câu đó. Sau này bất cứ đảng viên nào hôm nay vẫn còn tiếp tục nghịch thiên, đừng có bao giờ than trời trách đất là không có ai cho mình cái guideline, deadline. Nói thật, không phải hù dọa đâu, quay đầu hay không quay đầu thôi. Tại vì trễ cơ vận. Cái thứ mà Thượng Thiên 50% á, là nó để tự tôi lo chuyện nhà của tôi. Nhưng mà bảo đảm ở trên đã biết rồi, họ sẽ đi cái đường đó. Tại con người cái ngã dữ lắm. Ngày mai chết là vẫn chết. Cộng sản ngày mai nhảy đạch nó chết. Thì hôm nay nó vẫn nói mạnh như thần vậy đó. Quý vị có tin cái đó không? Thằng Trung Cộng cũng y chang. Trên thế gian này, trên trời nó không có ai nói láo bằng cái chủ thiết vô thần đó. Nó không có cái gì nó láo tốt cho nó cũng nói láo, xấu cũng nói láo, chuyện nhỏ xíu cái bánh củ khoai nó cũng nói láo nữa. Thì con cái trên nói như này nữa nè, khi đã là cộng sản rồi, khi đã là tà rồi, nó nhiễm vô máu rồi, muốn tẩy sạch á cũng phải chờ thời gian lâu lắm, phải bị nhiễm rồi, không phải dễ mà thay đổi một ngày một buổi. Sau này một cái nước Việt thanh bình, những cái người mà Thượng Thiên 50% á, mà nó để tự mình lo, nó để tự mình thay đổi, đa đảng, bỏ cờ đỏ sao vàng, whatever nó làm, chuyện gì nó làm nữa, ở trên cũng không bao giờ đồng ý. Là gì? Nó không bao giờ, nó ngờ người sau này sẽ là Đức Thầy sẽ xuất hiện. Nhưng mà Đảng Cộng sản rất là kỵ Đức Thầy, có nghĩa là chống với ai? Chống lại với Đức Thầy, đúng không? Chống lại với Phật. Nếu mà nó theo cái thuyết trong sấm cơ nói Đức Thầy trở lại thì quả mai. Nhưng mà ngược lại là họ cứ nghĩ tự họ làm. Họ quên đi là Đức Thầy sẽ tái xuất hiện á. Thì đó là tại sao gọi là nghịch thiên là vậy. Chống lại với Phật. Còn không biết ổng là ai thì về lật Google ra bấm Đức Quỳnh Phú Sổ là ai, Đức Phật Thầy Tang là ai, ông Phật Chùm là ai, rồi Đức Bổn Sư là ai. Tức là cái xác người của mình á, nó vô thường và nó ngắn ngủi. Ngài phải chuyển thế 5 lần. Nhưng mà ở ngoài Bắc họ biết ông Trang Trình là ai nha. Ông Trang Trình cũng là Đức Thầy đó. Còn chuyện này trước khi mang thân người, lúc đó ở trên trời đang vui chơi với mấy tiên nữ quá. Miền Bắc á thì bị B52 bỏ rầm rầm rầm.
miền Trung á thì Đại Lộ Kinh Hoàng, chiến tranh mà. Miền Nam á thì Đầm Già Cán Gáo. Thời đó cái đất nước lúc nào cũng có bàn tay khấn, trời ơi cứu con. Miền Nam thì chui xuống một cái lu để trốn, miền Bắc thì chui xuống đường hầm trốn, miền Trung cũng vậy, trời ơi cứu con. Tiếng Bắc thì nói sao, trời ơi cứu con, tiếng Nam rồi tiếng Huế nữa, tiếng nào cũng kêu trời ơi cứu con hết. Thì lúc đó cha mới đạp kiệt xuống vào khoảng thời gian đó, tại vì nước Việt cầu cứu cha thì cha mới cho con cha xuống. Mà khi xuống rồi tới ngày hôm nay lại không nghe. Khi nào chuyện này nói cái gì mà sai 5 năm nay đi, không có ích lợi cho cá nhân, không ích lợi gia đình, không ích lợi cho quốc gia, không ích lợi cho thế giới, thì lúc đó không nghe có không sao. Tại sao là lại như vậy? Là vì cái đám nghịch thiên, cái đám tiên giáo và cái đám tổng cục 2 và cái đám chi bộ nằm vùng ở đây nè và ở Bắc Cali này nọ, nó vì lòng tham, nó vì bảo thủ, vì cực đoan, cho nên nó không muốn biết cái chuyện này. Nhưng đừng có quên, giải theo không có che mắt thánh. Cái kim nằm trong gói nó cũng lòi ra đó. Mình không muốn biết, mình không khe, mình không để ý tới, mình chống đối nó, không có nghĩa là chuyện nó sẽ không xảy ra. Cho nên gần đây á, mấy vị mới nói, cho nên những cái thành phần đó gần 5 năm nay bị đột tử chết rất là nhiều. Thông tin về hỏi lại cái danh sách của thứ trưởng, bộ trưởng với mấy người chức vụ ở Việt Nam đi, có không? Mình thương họ, mình cứu họ, mình nói tiếng nói thật sự. Phật đã giáng trần rồi, Phật Thánh Tiên đã vào nước Việt rồi, kiệt này mới 50 mấy tuổi rồi, không phải là 4 mấy nữa. Vì xin cái bôn nguyên tử, vì xin cho Nga đừng có chiếm Kiev, vì muốn cho vào Venga, nói sai, bả nói là châu Âu không có bóng người, kiện nó châu Âu vẫn còn bóng người. Tại vì mà lúc mà nó mà chiếm thành kia thì Nga sẽ chèn chiếm hết Âu Châu dễ dàng lắm. Tại vì nó ăn vô được thằng Ukraine, nó giống như nó có power mạnh lên vậy, giống mấy đứa nhỏ chơi game vậy. Nó kết nạp năng lượng nó vô là nó chiếm, thì lúc đó Âu Châu sẽ là chiến tranh không mà bóng người. Vì từ bi thương nhân loại, kiệt này đã sinh. Cho nên cuối cùng thằng Nga hôm nay bị xa lầy, đánh hoài bảo đảm không thua, không thắng. Thằng Ukraine không bao giờ thua. Và đồng thời nó cũng không có đủ sức. Đến khi mà Trung Cộng bắt đầu ra tay thì cái khối trùm khăn và thằng Nga đó cũng không có thể tiếp sức được Trung Cộng. Thì đây là cơ hội. Thì nãy mình có nói á, Trung Cộng nó bỏ mất 3 lần cơ hội. Hồi bữa có ông Thủ tướng Diệu Trung Cộng nói, ồ tôi sẽ dùng binh thư Tôn Tẩn hay là bí kíp của Gia Cát Lượng gì đó. Tào lao. Thời xưa bắn cung với kiếm, thời nay nó ngồi chỗ nó bắn như bắn game vậy đó, mà còn dùng binh thư Tôn Tẩn. Quý vị nghe tức cười không? Bữa không có cái đại đó, không có áp dụng được cái thời nay. Chỉ có một điều, người tính không bằng trời tính nha quý vị. Và con sư tử nó chỉ có bị con sư tử trùng nó sực con sư tử nhục. Ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, trời Phật không có tạo nghiệp. Cho nên Việt Nam hôm nay tự diệt với nhau, rồi lúc đó Phật sẽ xuất hiện thì mới an ban lại một cái quốc gia. Trên thế giới này, khi mà chính sách ngu dân giống như Bắc Hàn, bây giờ ngu dân rồi, chỉ có nước là miền Nam Hàn mới giải phóng được. Còn nước Việt mình, chính sách ngu dân gần thành công nha. Cho nên gần thành công chứ chưa có phải là thành công. Cho nên nó tạo ra một đống 18-45 yếu hèn, nhu nhược, không có trí, không có dũng, càng không có bi, tức là bất hiếu cha mẹ, tối ngày ăn với nhậu không à. Thì Việt Nam bây giờ là vậy, yếu nhược. Nhưng nếu mà không có bàn tay của Thượng Đế mà ra đó, từ từ nước mình á 5-10 năm nữa thì cũng như Bắc Hàn vậy, đi tới đâu á Trấn Thành nó nói cái gì á, nó nói ban hội ngày xưa cho đuổi Pháp, dân cũng tin nữa. Cái gì vậy, bởi tụi nó cũng tin. Tại sao nó cho một cái tự do, mà cái tự do đó trong sự nô lệ, chứ không phải cái tự do trong sự tự do thật sự. Nước Việt Nam tự do trong cái tự do nô lệ. Quý vị có nhìn thấy cái đó không? Rồi nó cho mày tự do cởi quần áo 100% chạy ông đa ngoài đường khi mà nó thắng 1-0 hay gì đó, đá banh đó.
hai cái đó là tự do mấy cái đó. À, mày cứ tự do mày về mày thưa ba thưa má mày để mà lấy miếng đất công, mà cái tự do quýnh thầy của mày à, tự do cái đó đó thì nó cho. Hết thời nói lại tới này hỏi có một câu trả lời nhiều quá. Có sư phụ câu được sư phụ hỏi đi. Chắc cứ một câu một câu. Ok bây giờ theo con thấy á, cái người ở Việt Nam hiện giờ cái người nghèo quá nhiều, kinh tế Việt Nam đi xuống, thì theo sư phụ á, cái người nghèo đó bao giờ họ được thoát nghèo? Câu này hay á nha. Thoát nghèo thì sao? Sư phụ sẽ về giúp. Trước tiên cái này phải hỏi Bác Trọng trước, rồi Bác Trọng trả lời đi. Chừng nào thoát nghèo? Nếu mà thoát được 50 năm nay á, đâu đến nổi mà bây giờ bán tờ giấy số không ai mua. Chợ Bến Thành bây giờ điều hiếu, bao nhiêu cửa hàng, bao nhiêu nhà ở Sài Gòn cho mướn đâu ai mướn, đúng không? Coi trời đi như vậy, nước Việt mình nó có nghiệp, mình phải thương, thương Đảng Cộng sản, xã nghiệp. Thời xưa lúc Kiệt này còn là một đời vua nhà Nguyễn, đã ra lệnh chém 4 cái đầu người của Chim Thành thì mới lãnh lương của tôi. Nó cũng có duyên đó nhưng mà tân lệnh trên thôi. Thì hôm nay nước Việt xả cái nghiệp, quốc gia nó có nghiệp của quốc gia, chúng ta cá nhân có nghiệp chúng ta, gia đình có nghiệp chúng ta, trái đất nó có nghiệp, cộng nghiệp hết. Cái ngày mà nước Việt mà thoát nghèo, thoát đói, thoát được cái khổ thì cái ngày đó đói quá rồi, phải bò ra khỏi giường. Bây giờ có hèn yếu à, cũng phải dũng lên á. Nên nhớ nghe, đất thuận với trời, ông trời á phải thuận với lòng dân là lòng trời. Chứ là cha ở trên, nhà nãy mình có ví dụ ấy, giống như đáng kiến lửa vậy đó. Không có phải là tự động mà ấy đâu, mình muốn ăn thì phải lăn vô bếp. Mấy cái câu công ngôn mình á, trời Phật không có can thiệp vào chuyện của chúng ta. Chúng ta tạo nghiệp chúng ta phải tự lãnh. Còn chúng ta muốn thoát nghèo đói thì chúng ta phải bò khỏi giường, chứ không phải nằm ở đó khấn trời khấn Phật. Người thì thuận theo đất, đất thì thuận theo trời, trời thì thuận theo đạo, đạo thì thuận theo tự nhiên. Thì từ lúc đó đó, cái đạo Thiên Tâm ra đời để thuận theo của cái thời đại này. Khi mà tất cả những người biết được cái chân linh chí khôn của mình là do Thượng Đế tạo ra, rồi mình có một cái lớp cái thần hồn á, là giống như cái bóng mây đó, là do mẹ cho mình, rồi cha mẹ Trần nó cho mình cái xác phàm, thì mình hướng về Đông Bắc mình khấn. Khi mình hướng về Đông Bắc thì lúc đó mình phải đọc cái bài mà trên mạng mấy đứa bỏ đó, là 96 dạng ước linh căn, rồi hôm nay con thành tâm sám hối xin về với cha mẹ, con đặt tên, con tên gì vậy? Thiên Henry. Thì từ đó chúng ta phải thực hành 12 giới luật của Thiên Tâm. Mà cái giới dễ nhất là cái giới số 1 bi chí dũng, là nhân lễ nghĩa chí tứ, thì gán thực hành cái đó để mà sau này làm quan làm tướng. Còn con thực hành hết thì con ngồi ở trong rừng luôn rồi thành Phật luôn rồi sao, ai đâu giúp quốc gia. Cho nên 12 giới luật thấy dễ nhưng không phải dễ nghe. Ở vào cái thời đại ngũ trường ác thế này, đạo Thiên Tâm ra đời để mục đích trong tương lai thống nhất tất cả các đạo trên thế giới. Vì tất cả các đạo trên thế giới từ đạo hồi ông Mohammed, cũng là một người mình không dám nói đây, nó nói mình ngã mạng, cũng là con trời lập ra. Đạo Công giáo Chúa Giê-xu cũng là con trời lập ra. Nhưng mà cái kiếp đó có 3 năm à, dễ chịu ba cái đinh đao á cái là xong. Còn kiếp này á, nó hơi khác chút và có nhiệm vụ lớn hơn chút, mà người Việt phải trân trọng và có đại phước khi con trời hạ phàm đầu thai làm người Việt. Tại sao mấy trăm quốc gia, tại sao Kiệt này không đầu thai thành con ông nào của Mỹ đi,
là bây giờ phải nổi tiếng biết nhiêu người thương không? Limousine nổ rước không? Chứ rồi đâu có lo tèn chỗ này đâu. Suy nghĩ đi, tại sao phải vô một cái nước Việt rất là nhân tâm, không nghi kỵ lẫn nhau. Dân tộc có chút bẻo à. Quốc gia mình còn nhỏ hơn 1/4 tiểu bang này nữa đúng không? Tiểu bang Texas nữa. Mà tại sao mình phải chia quá trời bí thư, quá trời bộ trưởng mới 4 triệu đảng viên, bây giờ hết tiền phát lương. Một thằng thống đốc là đủ rồi. Một thằng thôi. Tàn cần gì phải 4 triệu. Ok bây giờ giỏi lắm cho 4 thằng đi. Mình dồn 4 triệu cái lương đó cho 4 người. Có phải là mình bớt tham nhũng không? Đây là Lương Bất Trọng bây giờ thua mấy người có tiệm nail, mấy người đi làm nail đừng nói chủ tiệm là giàu rồi. Lắm 10 lần á. Thương ổng như là 700-800 đô một tháng. Còn mấy người gì có nail vô giỏi 7-8 nghìn hơn ổng 10 lần á. Ổng không tham nhũng thì cũng hơi uổng á. Ủa chích cha mình đã bắt chồng làm đúng. Không có ai bắt chồng. Bắt có hay không từ bắt biết nha. Ở một cái một quốc gia gì mình cũng phải, khi mình thử việc á, việc này có chừng 500 nhân công làm ở công ty á. Thằng nào mà lên mét hay lên SO mét không bao giờ kiệt tinh, phải kêu trước mặt đông người ngồi nói chuyện. Nó phải có cái khói mới có cái lửa. Chứ không phải khi không người ta làm vậy. Bây giờ ông nào lên đi nữa, trong khi ngày đầu tiên thì Hồ Chí Minh đã bán nước mình cho Trung Cộng rồi, thì những cái thế hệ sau, thằng Trung Cộng nó đã tính chắc rồi, 16 chữ vàng tức là nước mày trở thành một cái tỉnh nhỏ của tao đó. Hoàng Sa của mình bây giờ thành Nam Sa của nó rồi. Sau này là của Sisa sẽ trả lại cho Sisa hết. Mình sẽ lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa lại hết. Nhưng mà nói từ đầu thì những thời của mấy bác cũ đó, cứ nói ồ để 4 năm sau tụi nó sẽ đi đường khác, 4 năm sau đường khác. Nhưng mà ông nào lên rồi thì cũng quên. Và ông nào lên cũng no cái bụng gì. Chứ mấy ông trong lòng mấy ông biết là sai. Chứ không phải mấy ông không biết. Cho nên từ đầu đã đặt giống như cái nhà lớn như nè. Khi mà con đặt cái miếng gạch mà xéo á, thì nó xéo tới ngày hôm nay luôn. Bây giờ muốn làm phải dỡ lên hết. Nó không có còn thẳng nữa. Hiểu không? Cái miếng gạch đầu tiên á. Cho nên mình cũng không có trách mấy ông thời nay được. Mình phải hiểu cái đó. Để mình bớt cái hận thù. Còn có những người như mấy bác ở đây á, không có hiểu HO á, cứ lên la 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 la. Cái thằng nào mà cầm cờ vàng ba sọc đỏ mà nó ra chỗ beo le mà nó chửi nhiều á, phải coi chừng á. Nó là cộng sản thứ thiệt á. Thằng nào chửi Đàm Vĩnh Hưng nhiều đó cộng sản thứ thiệt. Nên nhớ, ở Nam Cali cũng vậy, ở San Jose cũng vậy, Bắc Cali cũng vậy. Lý do là gì? Nó đang giữ nhà. Đây, tức là nó đang giữ nước Việt. Cái tuổi mà cái đài này lên nói 5 năm nay là cho 18-45 để là cột trụ của quốc gia, có tương lai. Nhưng mà cái đám Việt Nam á, mà nó thấy chửi Đàm Vĩnh Hưng, rồi cầm cờ vàng ba sọc đỏ, rồi nó thấy Lý Tống lúc đầu chống cộng, rồi sau mặc đồ phụ nữ mini skirt chạy ra đường làm bôi nhọ những cái danh dự của những người chánh nghĩa của chúng ta. Quý vị có nhìn thấy, để cho cái đám ở Việt Nam nó buồn cười. Mục đích Việt Cộng á, nằm dụng đây đó, nó chỉ chơi những cái trò dơ thôi, nó không có dám chơi thẳng mặt. Nên nhớ là chơi dơ giấy và chơi tục tiểu thôi. Cầm cờ vàng ba sọc đỏ chửi để cho cái đám kia nó phản ảnh lại, để nó ghét cái khúc ruột già này, để cho dân tộc không có đoàn kết, để cho nó giữ cái đảng lâu dài. Giống như người nằm trong bệnh viện ICU á, thôi thóp. Ngày nào vô được giọt nước biển, ngày nào mà bác sĩ nó còn sống mấy tiếng vậy. Đảng Cộng sản hôm nay là như vậy đó. Thì nó làm bao nhiêu trò bao nhiêu năm nay để mục đích phản ảnh tâm lý. Cả Trấn Thành hôm nay đóng phim Đất Phương Nam cũng vậy. Bùi Hiền cũng vậy. Vuông vuông, tròn tròn, vuông vuông. Dễ thức cười không? Còn mấy cái đài YouTube á, 10 đài là của Việt Cộng hết 10. Những cái người mà nó nói má mẹ nắm gì gì qua Mỹ rồi đấy, đừng có tin.
những cái người mà nó nói là tiếng nói tự do bắt ở tù á, quý vị có nghĩ mấy người đó ở tù thiệt không, hay là lâu lâu nó dùng quota để nó trao đổi với Mỹ để lấy chút xíu viện trợ? Quốc gia mình phải tự lập, tự đứng lên để mà làm giàu, để thành cường quốc. Chứ chúng ta không có làm những cái trò hèn để mà đi xin từ đồng, để mà về chia lẫn nhau phe phái, thì dân sẽ mãi mãi sẽ khổ. Tại vì mình không có lo chuyện lớn, mà mình cứ lo cái chuyện đi kiếm túi tiền riêng bằng xin quốc tế hoài, rồi dùng chiêu này chiêu nọ. Quý vị cứ phải, nếu mà nhìn rõ phải nhìn cho kỹ. Chuyện này chỉ biết lời của bà trên nói. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam rất là oai hùng, từ thời Hồng Bàng, từ thời Lạc Quân Âu Cơ, cho tới bà Trưng bà Triệu, tới ngày Trận Đạo đuổi quân Mông, từ thời 100 bộ lạc Bách Việt ở bên Tàu, chưa lúc nào cũng oai hùng hết, chưa bao giờ bị ô nhục. Nhưng sau này sẽ có một cái lịch sử của một đoạn thời gian hèn nhất, ác nhất và độc nhất, đó là Đảng Cộng sản hôm nay. Sau này để lịch sử lại cho dân tộc Việt Nam là như vậy. Hôm nay tiếng nói này, ai ngoài kia mà còn dẫn làm tai sai, nói tai dại cho những cái người vô minh mà ngồi chỉ là ra lệnh đó, mà ở đây phá rối cộng đồng hay miền Bắc hay miền Nam, Cali, binh cộng sản, thì người đó hoàn toàn không có trí tuệ. Hôm nay ai mà còn binh cộng sản nữa là người đó không, cái đầu không biết là đầu gì. Chỉ có gia đình, con cái của họ support họ, có nghĩa là bưng bít họ, thì mình không nói. Còn những người xung quanh mà, hay là những cái hội đoàn mà vẫn còn binh những cái thằng chi bộ, hay là những cái thằng cộng sản nằm dùng kim cương nhằm dùng, là người đó hoàn toàn sai. Người ta phải có cái chánh kiến nhìn xa, Đảng Cộng sản đã hết thời rồi. Chỉ có những người vô minh thì vẫn còn nghe lệnh ở trên. Tại vì ngày mai nó chết, nó cũng nói nó mạnh mà. Nhưng mà nó chết rồi á, mình cũng chết lây với nó đó con. Con có biết không? Kiệt này từ bi thương mấy đứa nè, mới nói nè. Đừng có chấp nữa. Mình phải biết sự thật. Lúc nào mình làm tay sai cho nó, lúc nào mình không còn làm tay sai cho nó, để mình cứu bản thân mình, cứu gia đình mình. Tại vì kiệt này có một cái danh sách tất cả chi bộ nằm dùng ở đây. Có hết á. À, nãy là nói chính trị quá hay căng. Đấy hồi xuống đây á, cha gần đây á, mấy vị thần á thì dạy về chính trị với Kiệt đâu có biết. Phật thì dạy gõ mỏ, trên một tay phải cầm kiếm, có một thời kia làm câu tiễn nữa, kiếm câu tiễn bén lắm á nghe. À còn bên này cầm mỏ để dạy mấy tử đọc kinh. Tại vì cái thời đại này á, là bài Kính Thiên có nói á. Rồi ai mà hiểu bài Kính Thiên, họ Thiên chúng ta, hai cái bài đó là của mẹ cho, là cuốn kinh trong đó có, thì nó là lời Phật, lời của Phật của trời dạy. Ngày cái bài Kính Thiên ra đời á, lúc đó là tiên nữ đi rải hoa đầy trước, rồi sau đó ngài Địa Tạng đi trước, thì lúc đó mẹ mình á, mới xuống mới cho bài Kính Thiên. Thì từ cái bài Kính Thiên, tất cả các vị thần, tất cả các cõi trời ở ngoài kia cũng đang tận thế, những thành tinh kia đang tận thế, nhưng mà họ bị hủy diệt luôn những thành tinh của họ. Chỉ có qua địa cầu này là cha từ bi có kiện đứng đây để mà thanh lọc lại. Thì bài Kính Thiên ra đời rất là mầu nhiệm, từ lời từ chữ của mẹ thì gán đọc. Kính Thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Tức là nó, con có nghĩa là tất cả hội thiên, tất cả chúng sanh chúng ta đó, chứ không phải nói riêng mình Kiệt. Lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi vây trả truyền miên kiếp người. Có nghĩa là chúng ta cứ lăn lộn trong cái cõi ta bà này hoài, không chán hả? Đi về chứ, ở đây hoài cũng vậy, cũng đâu có gì đâu mà vui. Bây giờ mình có chuyển qua Mỹ 1 tỷ 500 triệu, rồi mình mang cái giấy bệnh còn 4 tháng, 3 tháng hay 2 năm,
mình có xài được không? Mình để lại cho con mình có yên tâm không? Vì con mình nó không có tài, nó lấy tiền mình nó đi cho người này người kia, mình thành con ma, mình bị sốc, mình càng sốc mình đi đâu? Kinh Phật nói mình càng sân si mình càng bị đọa. Thì cho nên những người mà có giàu có hôm nay cũng phải vậy. Nhân sinh vừa báo nhãn tiền, luân hồi vay trả, truyền miên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sức mạnh đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ân ai đã truyền, ấy là trời Phật linh thiêng, giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh hoan ca cuộc đời, thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sẽ ở thời cơ sau. Đó là bài kính thiên của mẹ. Còn cái bài này của cha nè: kính thiên đã chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo, thiên tâm cứu đời, ấy là ân phước Phật trời ban cho thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, tu hành theo đúng thiên tâm. Phật trời là chánh, không thêm đạo nào. Thế gian nay lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này trừ ma. Vậy thì thái tử nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải oai phong, theo trời tu theo sao cho ứng đúng với ân thượng hoàng. Cứ nghe là cái bài này của cha, thì tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm. Bây giờ quý vị có thấy không? Hết ngồi energy này tốn 500, rồi cái bị bế tắc kinh mạch, rồi cái lên núi rồi mình giúp, xuống cậu này xuống ông kia, có phải là tà giáo không? Cho nên đạo thiên tâm là chánh đạo. Thì mà ngày xưa mình cũng không có xưng mình là thái tử nha, mình biết mình là thái tử từ nhỏ. Nhưng mà tự vì cái bài kính thiên số 2 khi ra đời in vô cuốn kinh á, lời Phật sao mình, con người mình không có được đổi kinh. Thì cha nói như vậy, thì từ đó người ta mới nói cái chuyện này từ đầu rất là down to earth, không có biết gọi là cái gì phô trương. Từ một thằng chủ mà đi nói chuyện, ở là mất cũng bạn mình nè, mấy thằng bự bự không á, mà tự nhiên mình nói chuyện tâm linh, không có thằng nào chơi với mình hết. Quý vị thấy có buồn không vậy? Có thằng chủ nào mà nói vậy không? Cho nên mình bị sỉ nhục nhiều lắm, nhưng mà vì mang cái nhiệm vụ trong người, mang cái lệnh trong người, thì mình cứ là làm thôi, một đường cứ đi thôi. Mình nói ai hiểu được bao nhiêu thì cứ hiểu. Hai bài kính thiên đổi vận mệnh của quả địa cầu này. Ở vào cái thời này, chúng ta sống vào ngũ trược ác thế, là kiếp trược. Kiếp trược có nghĩa là thời đại suy đồi. Kiến trược là chúng ta nhận thức sai lầm, chạy theo số đông, chạy theo màu sắc và hình tướng. Phiền não trược là những hiện tượng tiêu cực của xã hội, ngập hận thù, ngập tràn hận thù, tham lam, háo danh, kiêu mạn. Chúng sanh trược là chúng ta ở vào, chúng ta trở thành chó sói của nhau. Hà, cái này hay. Chúng sanh trược là chúng ta trở thành những con chó sói của nhau, có nghĩa là gì? Hết mồi tao cắn mày á. Việt Nam vậy đó. Là chúng sanh trược. Gia đình xã hội rối rắm, con người bất hiếu, bất trung, bất tín, vô lễ vô giáo dục. Mạng trược, đời sống chúng ta tất nhiên vô nghĩa. Do con người chết đột tử, Covid, động đất, thiên tai, chiến tranh, đói nghèo, sống chết vô thường, giống như con siêu thân bay vào ánh đèn. Chúng ta muốn thay đổi cái đường đi, cái thần hồn chúng ta, thì hiện tại chúng ta mỗi ngày về nên biết là mình sẽ đi về đâu bằng cách này. Chúng ta khởi tâm thiện thì về thiên đàng.
Chúng ta khởi vọng chấp mê thì nhập vào cảnh địa ngục. Chúng ta khởi vọng trung nghĩa sẽ chết sẽ thành thần, tức là trung quân ái quốc đó. Chúng ta khởi yếu chỉ hèn là nhập cảnh người, tức là mình hiền thì mình trở lại làm người á. Khởi yếu chỉ hiền, khởi vọng chấp tham lam ích kỷ là trực chỉ ngạ quỷ đối khác. Khởi niệm sân hận thì sẽ nhập vào cảnh súc sanh. Chúng ta mang thân người là để học hỏi. Chúng ta mang thân người có gia đình, chúng ta phải đi làm, đi kiếm chớp cao, lương cao để nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con. Nhưng mà ngoài cái đó, con người chúng ta có thần hồn. Chúng ta xuống đây để học làm thần, làm thánh, làm Bồ Tát, làm tiên, chứ không phải chỉ làm người mãi mãi thế gian. Cái quan trọng là cái đó. Nhưng mà hiện bây giờ có bao nhiêu người hiểu về cái đó? Chúng ta mục đích là để học làm Phật mà, chứ không phải chúng ta xuống đây học để làm giàu đâu. Bây giờ suy nghĩ kỹ đi. Nhưng mà có bao nhiêu người hiểu? Chỉ có những người tham tiền, u mê, tham danh vọng, tham đảng thì tâm họ u tối, họ không nhìn thấy. Nhưng mà chúng ta không phải là đảng viên, chúng ta phải sáng hơn đảng viên chứ. Đảng viên gì? Họ ham chức vụ, họ nghĩ họ về Việt Nam họ được những cái ân điểm đất đai lợi lộc, nhưng mà tài sản đó được bao nhiêu? Nếu mà sau này biết, dân biết được mình làm những cái chuyện gì, những cái người nào đi lại hại lợi quốc gia, những người đó là tội đồ, mình có hưởng được hay không, mình có giữ được hay không? Chỉ vì chúng ta tham lam mà chúng ta u mê, chúng ta không biết tiếng nói của Thiên Tướng Kiệt là ai thì rất là tội nghiệp. Chuyện này cũng rất là hết lòng hết sức rồi đó. Chúng ta bố thí thì sẽ diệt được cái tham lam. Chúng ta trì giới thì để mà bớt được những cái phí phạm và những cái thời gian không có đáng ở đây, nghĩa là mỗi ngày đọc kinh ngồi thiền vậy đó. Chúng ta nhẫn nhục thì sẽ diệt được những cái sân hận giận dữ. Chúng ta tu tinh tấn đọc kinh thường ngày thì sẽ không có lười biếng, không có bị giải đại. Chúng ta ngồi thiền thì để cho cái tâm không có bị tán loạn. Chúng ta khi đọc kinh ngồi thiền, chúng ta có trí huệ, chúng ta không có bị ngu si. Chỉ có cái đảng cộng sản, đảng nằm vùng kim cương, nó tối ngày nó cứ đi nghĩ mấy chuyện ác, chuyện xấu để nó phá rối cộng đồng, thì nó ngu si thì mình không tính. Nhưng mà những người không có thuộc về những cái lĩnh vực đó, tại vì họ có nhiệm vụ họ phải làm, họ là con siêu thân. Còn những người bình thường thì cứ lên đây làm bạn với ông Ma Hồ, tức là ông thống đốc của Cali nè, tiểu bang này nè, Texas. Rồi có cha có mẹ đây, rồi lên đây mang cái bát phạt, ngồi ghế ăn xong rồi đi về, thì một ngày chúng ta sẽ có an lạc, một ngày chúng ta sẽ được làm bạn với thần với thánh tại nơi này. Đó là lời khuyên của Kiệt, đó là sự thật. Còn chúng ta đi lăng tăng ở những cái khu shopping này, nhờ tối ngày cứ mong coi con cháu có ai rủ mình, có ai đãi mình đi ăn nhà hàng sang, nhà hàng ngon, thì chúng ta cũng giống như, mình nói thế, xin lỗi câu này hơi nặng nha, giống như heo trong chuồng, nó thấy có người qua là cứ ồ ồ đòi ăn. Rồi cuộc đời chúng ta sẽ bị bệnh tật rồi chết một cách rất là cô đơn, không ai biết. Mít lên. Tại vì khi cái thân hồn mình mất á, mình thuộc về ai thì người đó nó rước mình đó nha. Đó là lý do tại sao có những người theo thiên ma bán linh hồn cho ma quỷ, tới ngày mình chết nó thấy rước mình á, mấy vị thần không có can thiệp được á. Ý mình muốn nhắc lại cái lần này nữa, khi mang cái thân người mình quyết định được cái lần hồn mình đi đâu, ngay thời khắc này, ngay lúc mà nghe được cái tiếng nói này, mình có quyền quyết định. Mình theo mấy dạ so, đa số những thầy ngoài kia là dạ so đầu thai để mà phá Phật Thích Ca, phá đạo Phật, cho nên Phật pháp bây giờ là thời mạt pháp.
hay là mình muốn theo con của Thượng Đế về trời. Kiệt này chỉ là người chèo mũi, tức thầy, tức là sư phụ của Kiệt là chèo lái. Hai thầy trò chèo chiếc thuyền Bát Nhã đi khắp trong lục tỉnh, lục đạo mà trong kinh nói thì cứ nghĩ là lục tỉnh miền Tây, không phải, nó là trong tất cả, trong cái dãy ngân hà, trong phía nam Nam Thiện Bồ Châu là chúng ta đang ở Bắc Cú Lô Châu, đó là đi trong lục đạo đó. Thầy sư phụ Kiệt là người chèo lái, Kiệt là người chèo mũi, hai thầy trò cứ lặng hợp ở cõi ta bà này. Hôm nay đến giờ này cơ trời lộ thì Kiệt mới lộ, vì hội Long Hoa sắp khai mở. Tại vì cái thế giới chúng ta sẽ, ngoài cái Covid ra, nó còn nhiều cái chuyện chết chóc mà gọi là bất ngờ, đột tử, bất xuất á. Quý vị không tin lời Kiệt nói thì cứ hỏi những bà con anh em nước Việt đi. Tại sao có những người đang mạnh sần sẩn, đang làm chức vụ cao, thứ trưởng hay là này nọ mà lại đột tử? Tại sao tôi đang làm chức ngon lành, tôi đâu có bị lỗi gì đâu mà tự nhiên bị bắt bữa nay cái ông gì đó bị á. Bữa hổm Đinh La Thăng nó bị hoài. Cho nên những người đó họ nghĩ họ có trí thức, họ hơn mặt ông trời, giống như mấy thằng chi bộ đây, họ cứ nghĩ là ô thằng Kiệt mày xạo, mày ảo, mình không biết thì mình gán nghiên cứu. Kiệt này không có ảo, tại vì cái ngã của mình mới cho Kiệt là ảo, cái ngã của mình mới cho Kiệt là sai. Kiệt này có ăn ai đồng nào, có làm gì hại ai không? Lời nói là trúng hết. Kiệt này nói Đảng Cộng sản sẽ bị diệt vong, Kiệt này nói nước Việt sẽ có nước Việt mới, Kiệt này nói sư phụ Kiệt sẽ xuất hiện để mà ổn định lại nước Việt. Kiệt này có nói gì sai không? Nhưng mà những người chấp trước, những người ham quyền chức vụ, tham tiền, vì họ quá nhiều tiền, họ không có nghiên cứu, họ cho là ảo. Cho là ảo không có nghĩa là không có thật. Trở lại nãy Kiệt có nói, dầu cho nước Mỹ này viện trợ cho Việt Nam 1.000 tỷ ngày mai, ngày mốt Việt Cộng nó chết thì nó cũng phải chết, ngày giờ đã có rồi. Hồi xưa Kiệt này sinh để mà biến chất thay áo, nhưng mà giờ cũng thay áo, nhưng mà thay một số áo thôi chứ không phải thay hết áo. Hồi xưa Kiệt này nói cái lá cờ này sẽ tạm thời treo lại nước Việt để mà hàng gắn dân tộc 6 triệu trăm hiền mới có thể tung cánh bay về, chứ không có lá cờ này 6 triệu trăm hiền làm sao mà mạnh dạn dám bay về. Kiệt này đâu có dễ, Kiệt này đứng ở đây chót chót hoài sao? Chứ nó là thiệt á, lời của trời Phật không gạt chúng sanh. Phật đã nói cờ vàng cờ đỏ ai nỡ bỏ vàng mà, ba sọc ngang hàng treo khắp nước, chẳng lẽ mình treo cờ Phúc Kiến lên à? Suy nghĩ đi, bây giờ muốn nhập cái tỉnh của mình, nước Việt Nam mình thành Phúc Kiến không? Bây giờ quý vị thích tiếng Tàu hay tiếng Việt nè? Giơ tay lên này thích tiếng Việt. À. Không có thích Tàu. Thì giờ cái câu hỏi là ai thích tiếng Việt thì giơ tay lên. À. Bây giờ ai muốn sáp nhập nước Việt thành tỉnh Phúc Kiến giơ tay lên. Tỉnh Phúc Kiến thành nữa. Kỳ. Ngược lại là mới mốt được á, thầy mới này. Bởi vì mấy ông mà bộ trưởng thứ trưởng trí thức không bằng ý thức. Nên nhớ nha. Học có cao cỡ nào trí thức không bằng có ý thức. Học thức thì không bằng nhận thức. Có học có giỏi không bằng nhận thức. Hình thức thì nó không có, hình thức thì nó không bằng cái nội dung. Mình làm cái gì có hữu ích. Tài năng không bằng cái cách sống. Có người cao là ở chỗ nhẫn nại, là mấy tỷ phú. Nó có nhẫn nại thì nó về làm tỷ phú. Những nhà làm ăn thương mại người ta có tính nhẫn nại đó, người ta làm giàu. Thì là cái đó là thuộc dạng cao cấp của xã hội. Nhưng mà trên đó có những người không có giàu nhưng mà được nhiều người quý trọng, là vì họ có thiện tâm, có cái tâm thành thật thà đó, gọi là quý, thì được nhiều người quý. Nhưng mà trên cái quý và cái nhẫn, nó còn có một cái quý vị phải hiểu, là hôm nay mình có biết cha mẹ mình là ai không? Đó là ngộ.
khi mình biết được cha mẹ mình là đang đứng đây cho mình cái thần hồn, giàu cho đảng viên ác độc nhất cũng phải có thần hồn che quý vị, thì lúc đó mình ngộ. Khi mình ngộ được thì lúc đó mình sẽ bớt tham nhũng, bớt sân sao, bớt ăn chơi. Tại vì chỉ có ngộ mới tự diệt chứ. Người ta khuyên, vợ khuyên, ba mẹ khuyên sẽ không bao giờ nghe lời. Quý vị có hiểu không? Chỉ có ngộ thôi. Thì ngộ là từ đâu ngộ? Ngộ là từ Thiên Long Giang này về đây. Có cha mẹ đứng đây, có tổ tiên của dòng giống Việt Nam 50 xuống biển, 50 lên núi là đứng đó. Mình cứ nhìn thử mấy những đứa bé đó là ông cố ông sơ mình đó. Hả? Thì mình nhìn thôi là mình cũng thấy vui rồi. Cái mảnh đất này là mảnh đất linh thiêng, gọi là thánh địa của cái miền Trung nước Mỹ này. Thiên Long Sơn là một cái thánh địa khác của miền Tây nước Mỹ. Ở giờ vùng này thì lúc đó bề trên kêu Kiệt mua cái này để mà cứu con của mẹ. Vì con có mẹ ở Houston hiền lắm. Cali kỹ sư bác sĩ không có lì lắm. Cái năm loại chuyện này độ không được. Thứ nhất là kiến cận, là kỹ sư bác sĩ. Thứ hai là sân trước sân sau mấy đảng viên. Thứ ba là mã tấu xăm mình đúng không? Rồi thứ tư là con chiên. Con chiên dễ gì tính. Cái thứ mà Kiệt thương nhất mà không thể nào độ được là gì? Họ đã bị mấy ông thầy nhồi sọ rồi. Là chiếc thuyền đã bị dơ rồi, bỏ nước sạch cho kiểu nào nó cũng bị nhiễm. Đó là Phật tử năm loại sẽ không có được lên thiền Bát Nhã ở đời này. Không phải mình nói hết nha. Nếu mà nhảy lên giơ tay thì cha còn quả mai kéo lên. Ok, hôm nay nói chuyện cũng nhiều rồi đó. Quý vị cũng mỗi lần rồi phải không? Muốn nói nữa hay muốn thôi? Trời ơi, bây giờ một ông thầy ông giảng chừng 2 tiếng thôi. Hoặc là một cái show có tiếng nghe hay gì á, mình ngồi 2 tiếng là mình quải rồi. Còn nãy giờ là 3-4 tiếng rồi phải không? Mà không có ăn uống gì chứ. Còn đòi nữa. Gì nào Phật? Ăn ông canh một chút. Dạ, phải hỏi gì lớn lao kìa. Okay, hỏi gì nữa đi. Rồi nói nữa. Kiệt thì dễ lắm. Tại vì làm việc cho cha không biết mệt, đi uống nước là ok à. Ôi Di Đà Phật, con xin hỏi cá nhân quá có được không sư phụ? Con không có cỡ sư phụ, con không biết quê không? Dạ, con thì ăn chay 20 năm mà bây giờ con phát hiện là ung thư ruột. Mà bây giờ bệnh viện thì người ta nói con thì nên ăn mặn để mà nó đề kháng, nó mạnh để nó kháng, đề kháng được thuốc ung thư vô. Bây giờ con thì qua ăn mặn mà khó thì nói con là sao ăn mặn bỏ ăn chay. Thì con không biết nên ăn mặn hay là ăn chay sư phụ. Bác được sư phụ. Bác sĩ nói hả? Dạ bác sĩ thì nói khuyên nên ăn mặn. Vậy chứ con vô con hỏi mấy ông thầy, mấy ông ăn mặn không chạy? Mấy ông hòa thượng, mấy ông chủ trì ở trong Houston nè. Mấy ông thì nói ban ngày mấy ông ăn chay, ban đêm mấy ông ăn mặn không à. Tại vụ sống trong chùa, tôi có chùa mà. Tất cả tăng đi trên thế giới không có ai mà chùa từng chưa giao tiếp nha. Quen hết, biết hết. Thì chỉ nói để gì ấy thôi. Cái này á phải tùy. Ăn chứ bộ vẫn là tam tình nhục, sư phụ ăn chay trường. Nhưng mà sau này có sư mẫu rồi, mấy đứa nhỏ rồi, mình phải giao duyên đời thì lúc đó hòa thượng tới công. Lúc đó sư phụ ơi, con là người tu, con ăn chay để con ngồi thiền để cho nó nhẹ nhàng. Nói bây giờ con phải giao duyên đời, con phải giống như truyền thuyết của ta. Cái là mình ăn cái gì mình độ con đó. Nhưng mà ăn chay đừng có lựa những cái gì gọi là
lòng biết hay là những con tươi mình ăn Costco chút chút, đó là gọi là tam tinh nhục kiểu nhẹ nhàng thì có ok, nó có sức khỏe. Chứ còn mà phải nghe lời bác sĩ. Còn ăn chay, chùa có cái chùa ở Việt Nam, mấy bà sư cô là tối ngày cứ ăn ba cái chao với nước tương mà của Đài Loan làm á, là bị ung thư quá trời luôn á. Cái ăn chay ăn mặn không có thành Phật. Cái thành Phật hay không là do mình mặc áo vest, mình sửa cái tâm ở trong này nè mới thành Phật. Đúng. Thời nay không có thầy nào mà gọi là về cõi A Di Đà hay giảng sanh đó, mấy đó là chỉ mị Phật tử thôi, không có thiệt. Cả những hòa thượng lớn á, có nhiệm vụ như hòa thượng Tiên Hóa hay ngài Quảng Khâm, còn những thầy chỉ có vài người thì có commission đi xuống mà họ đi về. Còn Phật tử hay mấy ông thầy thời nay đừng có hòng mà gặp Phật A Di Đà. Phật A Di Đà gặp mấy ông này là lắc đầu hết. Có một chùa muốn hai chùa, giống như mở chi nhánh tiệm phở vậy đó. Ok, con tùy duyên đi, nhưng mà con nghe lời bác sĩ đi, an tâm tinh nhục nhẹ nhàng. Câu trả lời, ai hỏi gì nữa không? Hỏi hoài vậy? Bữa nay con lãnh chỉ thị của ai mà xuống hỏi cứ hỏi đi. Câu hỏi này chung cho toàn nhân loại chứ phải ra bản thân con. Thì theo sư phụ thấy cái giống như cái hồi hôm qua, thì sư phụ thấy là khoảng đến chừng nào cái chuyện đó sẽ xuất hiện để cho mọi người nó trông chờ quá nhiều rồi. Nãy trả lời tự con không có dùng gọi là trí tuệ bát nhã. Thì con cứ lập khuôn như máy. Thầy sư phụ nói là dân phải ho. Đang hèn yếu rồi phải bò, đói quá phải bò khỏi giường. Rồi mã đời dương rước anh tuận, mã đời dương rước anh hùng tận. Thầy sư phụ đã nói những cái câu trả lời đó. Rồi sư phụ còn nói là cộng là giống như mạch máu nó bị bể á. Tại nó ảnh hưởng tại cái xương sống của Việt Nam là Trung Cộng đúng không? Rồi bắt trọng sắp đi đúng không? Cậu những dư kiện gì mà con không nắm nữa là thôi. Bây giờ ổng sống 200 tuổi à. Bây giờ Trung Cộng có đem qua đấm bóp ông giỏi kiểu nào nữa, ổng có không có quá thêm 2 năm. Không tới. Mình sẽ có Gorbachev Việt Nam. Thì không dám nói tên, nói tên mất công bị ký đầu tội nghiệp. Cái bộ cháu hỏi được không? Lấy microphone hỏi cho tên. Mệt quá ngồi nói chuyện chút nghe, không phải bất kính với quý vị đâu nghe. Con xin hỏi sư phụ như một câu nhỏ nhỏ thôi. Sư phụ xuống đây là để giúp cho người Việt Nam và sư phụ cũng giúp cho mọi người trên thế giới. Có thể nào mình chuyển thêm những cái ngôn ngữ khác để cho thế giới người ta hiểu về Phật pháp của sư phụ nói không? Cái chân rồng nó còn chưa có nở, nó còn lăn Bắc Cali, lăn Nam Cali, bữa nay lăn qua Houston, lăn không à, chưa có bay, chưa có đi được. Mà con để sớm quá không biết người ta lấy người ta luộc không hả? Gần đây thì nên là để cho trứng rồng nở đi, muốn sao không được. Gần đây thì cũng có làm chưa nở với những cái người làm việc chung đó, thì con cũng nói về sư phụ, và cũng có một người người ta cũng bị bệnh dữ lắm, con có xin sư phụ để khấn giùm cho ta, thì sư phụ có khấn cứu rất là nhiều người, giàu cho người đó thập tử nhất sinh, cô Bích cô cũng cứu được. Nhưng mà thật sự đừng có dị đoan quá, cũng phải coi người đó có thành tâm, cái nghiệp quả nữa. Mà cũng không phải là sư phụ là người cứu, trừ khi những đứa đệ tử giống kiểu thủy nãy á, thì sư phụ là thuộc dạng chiết thân. Sư phụ đặt cái xác phàm này nằm thì sư phụ có thể chiết thân rất là nhiều người đi, ai mà thành tâm kêu tên tiên tấn kịp. Nhưng mà đa số là những vị mà hộ pháp với sư phụ đi làm không à, cũng giống như đứng ở đây cũng vậy. Hồi nãy đọc tên thì mấy vị hộ pháp ghi tên. Thường thường mỗi buổi nói chuyện ở Bắc Cali á, thì sư phụ dành 15 phút bấm cái máy ngồi thiền. Không phải là ngồi thiền mà là trị bệnh đó, quý vị có biết không? Là những chư thiên đang đứng trùng trùng ở đây nè.
tất cả những vị hộ pháp vô hộ không có muốn người phàm đụng vô cái thân này thì phải đứng cách xa sáu bước. Thì mấy vị hộ pháp đứng đây nè, con thấy trên cây nữa nè, rồi trên bầu trời nữa, đầy hết chỗ đang ở đây nè, mấy vị đang ở đây. Thì khi mà ngồi thiền 15 phút thì những vị đó ai có mặt buổi lễ hôm nay đều được gọi là bề trên giải được cái nghiệp đó, từ có thể chết mà thành không chết á, chứ không phải là chuyện đơn giản như mình nói. Khi con đã có lòng tin với cha rồi, con nên nhớ nha, thời của ông những cái người mà khoa học gia của Mỹ, họ tin theo gọi là di vật. Cái gì mà họ thấy trước mắt vô cái phòng lab thì họ tin. Mà cái đó con thấy sai không? Có người mình đâu phải con khỉ. Có người mình là cõi trời xuống, từ cổ âm tiên xuống. Cho nên tất cả những gì di vật mà tới ngày hôm nay đều là sai bét. Di tâm. Có di tâm mới có thiên tử ngồi đây, mới có cha trời mẹ đất. Vì có ai mà đụng được cha bao giờ không? Mấy con có thể đụng được con cha nè. Cho nên cái di tâm là đúng, di vật là sai. Chú Hồ hôm nay ngồi đây nói chuyện, ở trên thế giới có cả biết bao nhiêu trăm hòa thượng, từ Việt Nam cho tới những cái nước khác, họ đều có thần thông, họ biết. Ok rồi, hôm nay buổi nói chuyện hôm nay kết thúc nha. Ok rồi, thôi buổi nói chuyện hôm nay cũng đủ rồi, xin kết thúc. Các điều kiện đi đến